Tương Dương có ngã ba cửa rào, nơi khởi đầu dòng sông Lam thơ mộng, biểu tượng của mạch nguồn văn hóa xứ Nghệ. Trong cộng đồng 6 dân tộc anh em cùng chung sống ở đây, người Thái chiếm phần lớn, từ đó tạo nên gam màu chủ đạo trong bức tranh văn hóa đa sắc của địa phương. Và bàn đến văn hóa Thái, chúng ta không thể không nhắc đến rượu cần. Không chỉ được trưng cất từ những gì tinh túy của núi rừng, nương rẫy, rượu cần còn độc đáo ở cái thú thưởng thức. Các cán bộ văn hóa của huyện Tương Dương nói với tôi rằng xã Thạch Tám là nơi cung cấp rượu cần cho cả huyện. Và có một điều thú vị, người làm rượu cần ngon nhất lại là một người phụ nữ. Chúng ta hãy cùng ghé thăm nhé. Tôi đã có mặt tại nhà của chị Lương Thị Lan, một gia đình làm rượu cần ngon có tiếng của huyện Tương Dương. Và sau đây thì chị Lan sẽ giúp chúng ta tìm hiểu cách thức làm nên một vò rượu cần ngon của người Thái. Chị Lan ơi, như mình làm rượu cần lâu chưa hả chị? Vâng thưa chị ạ, nhà mình làm rượu cần từ thời xa xưa để lại, rồi là bố mẹ truyền lại cho cũng làm lâu rồi. Dạ. Để làm rượu cần hình như là đầu tiên nó phải có men rượu đúng không hả chị? Vâng ạ. Thế men này là nhà chị mua ở chợ họ bán sẵn hay là gia đình mình tự làm ạ? Men này là men gia truyền tự làm. Cái thứ nhất là yêu cầu là bằng gạo nếp. Phải ngâm qua nữa, qua một đêm. Dạ. Sau là ta để cho nó rạo. Ngoài nếp ra thì mình muốn cho cái đồ nó thơm, nó ngon lắm. Thì ta phải bỏ thêm lá mỹ ạ. Với lá mỹ. Vậy lá mỹ đi bỏ vào là vị thơm ngon ngọt như kiểu quả mỹ chín ấy. À. Như bây giờ là hai chị em ta cùng đưa cái cày mỹ này vào rồi này, phải được vào cối để lá này ta tổn nó ta đâm nhỏ ra để ta làm lên. Dạ. Để mà đâm cứ để cái chỗ này khoảng một tiếng. Mọi người lên, mọi người xuống. Rồi, chị đánh nhịp nha. Phải tay khó đấy ạ. Đã 6 lần nay, có phải sang lần nào nữa không hả chị? À, ngay là xong rồi ạ. Hạt nếp lúc này thì đã rất là mịn rồi. Ta lại được cắt trộn. Dạ. Khuấy từ từ, nó chuẹt quá thì nó tạo thành mùi chua. Là bắt đầu là ta chuẩn bị vắt ra thành một cái những cái bánh á. Lớp dưới cái rổ này á, ta bỏ cái lớp trụ này vào để cho nó khi nào nó lên men á, nó có cái lớp trụ này nó có thể hụt bớt nước đi. À, nó cái men giống này người ta để mà làm bột nhuyễn nhỏ ra để rắc với cái men mới ta giả xong lúc này. Kích thích nó lên men nhanh hơn. Nó có cái vị ngọt ngọt. Ừ, vị ngọt ngọt. Cái này là bí quyết gia truyền, nó không thể tiết lộ cho người ngoài đúng không chị? Không thể tuần lưu được cho ai. Nhưng mà cũng đôi khi họ đến xin vẫn cho chứ. À, mình à? Cũng thể, mình cũng thể giữ được, nhưng mà cái cách làm nó tùy theo của họ. À. Từ là mình bắt đầu vắt để làm men. Vắt cho nó tròn tròn, rồi là làm cho bẹp bẹp á. Bỏ men cả hai mặt, cái men cũng nên ta bỏ quá nhiều á. Cái hạt này lên cái cày mùi đắng đắng. Chị ơi, men sau khi đã vắt xong thì mình chạy làm gì tiếp ạ? À, dư là để cái chỗ nào nó thoáng mát á, ta lấy cái bi mỏng mỏng á, ta đầy lại. Đây là viên men mà chúng tôi vừa mới làm xong. Còn đây là viên men mà chị Lan đã làm được 3 ngày. Nó đã nhẹ hơn rất là nhiều, có một cái lớp mốc phủ bên trên, và đặc biệt có một cái mùi thơm rất là đặc trưng của men rìu. Chị Lan ơi, men này thì sau bao nhiêu lâu mình có thể dùng để nấu rìu? Là khoảng 20 ngày mình làm là vừa. Dấu hiệu để nhận biết một cái mẻ men ngon là như thế nào hả chị? Qua một ngày là nó nghe mùi thơm. Sau nó lên cái phần mốc này, nó lên đều cả hai mặt. Sau 3 ngày mới cầm cái men này nó nhẹ nhẹ là coi như nó thành công mà. Lửa men này là được tuyệt vời nhất. Chị Lan ơi, cái rìu thì được làm từ những nguyên liệu nào ạ? Bắt buộc là phải có bằng nếp, nếp là trộn với trụ.
trụ này thì phải trụ thật to, để nếu mà trụ nhỏ quá là nó hút không được, nó bị nghẹn, nó chèn lại trong cái cân đó. Đã rượu cân thì mới nghe cái mùi thơm của trụ. Đồn đều cả trụ cả gạo cho nó có cái tỷ lệ vừa phải của nó thôi. Sẽ mất khoảng bao lâu thì mình không chỉ nè chị? Được khoảng 20 đến 30 phút. Chị ơi, trong lúc chờ đợi hông chín thì mình sẽ đi tròn một cái chóe thật là đẹp để ủ cái vo rượu cân này. Nhưng mà Trâm ý định lấy loại chóe nào? Chắc là em sẽ tròn cái chóe này ạ. À. Nhìn nó có vẻ cổ cổ, em thích đồ cổ. Chóe này là chóe của Tây Sinh đây nè. Loại thì không thể bán được. Chứ mà nếu mà mang về Vinh thì phải gửi lên. Dạ. Rồi, đã rất là sạch sẽ rồi. Là chín rồi. Thơm quá. Xoa đi cho mình tơi ra để cho nguội. Nên để cho nguội. Chứ cái tỷ lệ trộn mén này là một cân nếp thì tương đương với bao nhiêu phần mén này ạ? Một cân nếp là tôi bỏ hai viên này. Khi trộn này mình có phải lưu ý điều gì không hả chị? Cà trộn cho đều. Trộn là cà trộn có vo các. Rồi chị trộn cho ném vo nhá. Có nghe mùi thơm không? Dạ có. Không mùi rượu kích, rượu trụ hay rượu cân. Mình sẽ ấn cho. Ấn ở đây thôi. À, ấn chặt xuống ạ. Chặt xuống. Ấn xuống đi cho nó đều. Đựng nhiều không làm như thế này là đến khi nào là mình đổ nước vào nó bẹp xuống dưới ạ. Nhìn cái vò rượu cần là con lứa còn nặng. Nó là mua rượu cần của bà. Làm đầy thật đậm. Mình bán vò rượu cần thì bán phải vò đầy chứ. Chứ đi lại là chuối về. Chỉ đẩy phần trên. Dạ. Ngoài là chuối ra mình vẫn bỏ được, ví dụ mà là ổi cũng được, hoặc là làm mịt cũng được. Bà này ta hư qua bếp lửa, ta hư đi cho mềm đúng không ạ? Mềm. Cái đó dùng để làm gì chị? Đẩy cái nít đẩy lên, cái này, cho có cái đồ nó, đấy, nhẹ xuống. Đưa ra để uống được ạ. Cái vò rượu cần này á thì khoảng 15 đến 20 ngày trở lên mới có thể uống được. Còn mà để được khoảng 1 tháng, 2, 3 tháng hay 1 năm này càng ngon. Để càng lâu càng ngon. Rượu cần thì phải có cần để uống đúng chị? Vâng ạ, rượu cần thì phải có cần để mà uống. Nhưng mà nhà chị lại không làm cần. Chị có mua của bác Tuấn ở bên kia sông. Bạn ấy hay bạn. Dạ thế thì em tạm biệt chị ở đây để em sang nhà bác Tuấn để tìm hiểu về cái cách làm cân uống rượu như thế nào. Hẹn gặp lại chị vào tối nay nhá. Vâng ạ. Dạ. Bây giờ chào nhá. Dạ. Bà con ở đây cho biết bác Tuấn là người duy nhất của xã Thạch Giám trồng được loại cây làm cần uống rượu trong vườn nhà mình. Cái này là cây gì ạ? Mây khoáng. Mây khoáng ạ? Mây khoáng. Dạ. Một cây là được một cây cân thôi. Dạ. Độ dài của một cây cân khoảng bao nhiêu cm ạ? Dài 80 phân. Dạ. 80 cm rồi. Dài nữa là 1m2. Ừ. Bà đang uốn cho thẳng đấy đúng không ạ? Người ta làm một rẹp. Dạ. Đi ngôi cành bếp lửa này rất là nóng đúng không ạ? Ừ, nóng gì. Làm thông những cái mắt đúng rồi. Dạ. Tiếp theo là lấy
cái dúi này là hơ trong bếp đỏ rồi là dúi cả nếp. Dưới khoảng bao nhiêu mắt ạ? 4 mắt. Mỗi mắt là 4 mắt. Một cây này là 4 mắt. Xếp thanh trúc vào rồi là mình bỏ lại. Các tên là dàn bếp, khách hàng đến là tôi người ta thích bỏ mua lên người ta lấy thôi. Một chục này bạc bán bao nhiêu tiền? Có những khi được có 80, có những khi là người ta cần quá nên là mời người ta cũng lấy là 100. Bạc bán cho cháu một chục cân này nhá. Không bán cũng lấy đi. Bà con ơi, cháu cảm ơn bà rất là nhiều ạ. Vâng ạ. Và với cái bó cân này thì bây giờ chúng ta đã có thể tham dự vào một cuộc vui mà bà con bản Mác đã dành tặng cho tôi trong chuyến đi tìm hiểu về rượu cần của người Thái ở Tương Dương. Rượu cần được người Thái sử dụng trong các dịp lễ Tết, làm vía hay tiếp khách quý. Khi uống, phải đổ nước đầy miệng chóe. Uống rượu cần là một sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người Thái. Có đông người tham gia nên để điều hành cuộc rượu, bà con có những quy định riêng gọi là luật uống rượu cần. Người điều hành công việc này là ông Tràm. Ta uống là một đôi một sừng. Đây, các bác có nhất thiếu nè. Nhất thì bắt đầu. Công cụ đo thời gian uống rượu là chiếc phong được làm từ sừng trâu đã gọt mỏng. Ở đáy có xuôi một lỗ nhỏ cho nước chảy. Khi đổ nước vào phong, Chàm lấy ngón tay bịt lỗ. Khi đo thời gian uống, Chàm thả ngón tay ra cho nước chảy vào chóe. Quá trình nước chảy và đong nước chính là thời gian mọi người được phép uống rượu. Luật uống rượu cần rất nghiêm, ai làm sai cũng sẽ bị phạt, kể cả ông Chàm. Nhưng nếu Chàm quá nguyên tắc thì cuộc vui có khi sẽ không trọn vẹn, mà cần linh hoạt điều chỉnh bằng kỹ xảo. Nếu muốn ưu tiên ai đó, khi nước chảy vào chóe, Chàm để phong thẳng đứng, thì trong phong vẫn còn nước vì lỗ không được dui tận đáy. Hoặc dùng ngón tay bịt lỗ phong, làm giảm tốc độ chảy của nước, từ đó kéo dài thời gian cho người uống. Không chỉ thưởng thức vị ngọt hương nồng tinh túy của thiên nhiên đã chắt lọc tạo thành, quanh chóe rượu cần còn có biết bao chuyện vui được người Thái truyền từ đời này qua đời khác. Rượu cần là cầu nối nhân duyên cho trai có vợ, gái có chồng, cho bản trên làng dưới khăng khít bền lâu, cho nghĩa đồng bào càng sâu càng nặng. Rượu đã nhạt, nhưng chất men say của nó vẫn tiếp tục dẫn bước mọi người. Chỉ cần có vậy, một chóe rượu cần, một ánh lửa bập bùng, một giọng ca bản làng mộc mạc cũng đủ để làm nên những cuộc vui tưởng như không bao giờ chấm dứt. Và cứ như vậy, cùng với thời gian, men say rượu cần vẫn mãi đượm nồng trong lòng người Thái.